Hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua các bạn cái phương án là trong quá trình khi mà kết hợp với hai đối tượng hình thì có thể lồng hình vào nhau. Cái đầu tiên là trong quá trình khi mà xử lý thì mình sẽ tách nền cái nhân vật, tách nền cái đối tượng này ra khỏi khỏi nền đã. Thì để tách nền thì với cái phương án mình có một cái ngành như sau, đó là có sự tương phản khá là lớn. Thì với trường hợp là ngoài việc mình sử dụng công cụ pen để tách cái đối tượng nhân vật ra khỏi nền, thì mình sẽ có một phương án khá là nhanh như sau. Chọn được phần select, chọn được phần colorant. Cái phần color nó sẽ có cái phần tính chất của nó là chọn vùng chọn theo cái sắc độ của đối tượng hình ảnh. Tiếp vào đây. Thì khi mà chọn phần color thì bạn quan sát cho mình trong phần cài đặt của nó thì nó sẽ có một cái thuộc tính, đó là cái vùng trắng nguyên tắc giống như mặt nạ. Vùng trắng là những cái vùng mình sẽ lấy, còn những cái đối tượng vùng đen mình sẽ bỏ đi. Thì chẳng hạn như trong quá trình bạn muốn lấy những cái đối tượng nó là cái nhân vật này thì bằng cách như sau, đó là bạn sẽ dùng cái phương án là sử dụng công cụ bút đầu tiên để chọn điểm màu cần lấy. Như bạn tích thẳng trực tiếp vào cái nhân vật này, tích chuột trái vào đây. Còn trong hợp bạn tích vào nền thì bị sai nhá, vì trường hợp cái nền của mình phía ngoài thì mình đang là lấy thì nó bị sai, bị ngược, nó sẽ tích thẳng trực tiếp vào cái đối tượng mình cần lấy. Thì đây bạn quan sát, bởi vì nó rất đơn giản, cái nền của mình nó có sự tương phản khá lớn. Thì trong quá trình bạn có thể thay đổi cái thông số muốn lấy của mình bằng cách là tăng giảm cái phần unit này. Càng tăng cao thì cái số lượng lấy của mình càng nhiều. Và đương nhiên thì cũng cần lưu ý cho mình giống như mặt nạ. Làm nào để bỏ đi hết cái đối tượng nền thì cái nền của mình trong bảng color thì nó phải là màu đen. Thì bạn sẽ giảm cho mình thông số, với trường hợp này mình sẽ giảm khoảng là 110. Bởi vì tại sao? Ở cái vị trí ngay phía dưới này, nếu mình tăng lên ấy, thì nó sẽ là đối tượng là màu ghi. Tất nhiên là khi mà đẩy như này thì nó lấy luôn cả cái đối tượng vùng phía dưới. Cho nên mình sẽ để cái thông số này tầm vừa phải thôi, đó là khoảng 110, là 105. Ok. Và khi bạn đã chọn được cái vùng chọn xong rồi, mình tích vào OK thì bạn thấy tự động phần mềm nó sẽ nhận cái đối tượng này là cái vùng chọn mình cần lấy. Thì cái trường hợp này mình cũng nên xử lý qua một xíu, đó là bởi vì cái vùng kính của cái nhân vật ấy thì hiện tại nó có một số cái mảng sáng cho nên nó bỏ đi. Thì với trường hợp này mình sẽ dùng một cách như sau, đó là kết hợp với công cụ vùng chọn lasso, vùng chọn tự do. Bạn muốn lấy vùng nào thì bạn có thể giữ thêm shift, bạn quét qua thì tự động nó sẽ cộng thêm những cái vùng chọn của đối tượng mình. Ok, giữ shift. Yeah. Và cũng tương tự với toàn bộ tất cả những mảng còn lại, nếu bạn muốn lấy mảng nào thì mình hãy giữ shift và cộng thêm các cái đối tượng vùng chọn như thế. Okay. Thì về cơ bản thì bạn thấy là mình đã lấy được toàn bộ tất cả những chi tiết của đối tượng mình này. Và để tách nền ấy thì thực ra nó có rất nhiều cách. Một là bạn có thể là nhân đôi cái đối tượng này lên thì tự động nó sẽ tạo ra một layer mới với cái đối tượng vùng chọn của mình. Một cách khá là nhanh đó, mình sẽ chọn bằng cái phương án là trên bảng layer chọn vào cái phần mặt nạ thì nó sẽ tự động loại bỏ đi các đối tượng mà không được chọn trong cái vùng chọn đấy. Thì là tích vào mặt nạ thì là thấy toàn bộ tất cả chi tiết nền của mình đã được bỏ đi. Và bước tiếp theo nữa, để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy cái nền của mình hơn thì mình sẽ chọn một cái đối tượng màu khác bằng cách như sau. Trên bảng layer chọn đến cái phần adjustment layer thì trong phần này mình sẽ chọn đến cái phần solid color. Solid color nó sẽ có tính chất đó là tạo ra cho mình một cái layer màu, tích vào đây. Để tạo ra sự tương phản tốt thì mình sẽ chọn nền màu trắng. Ok. Và đương nhiên rồi, để nhìn thấy cái đối tượng dưới thì mình sẽ cho cái layer mình vừa tạo nó phải nằm dưới cùng. Đấy. Và bạn quan sát cho mình đó là đã tách nền được cái nhân vật riêng lẻ ra khỏi một cái layer mới. Và bước tiếp theo đó là mình sẽ chọn một cái đối tượng hình ảnh bằng cách là Ctrl O. Ở trong phần desktop của mình sẽ có một cái đối tượng hình ảnh dựng cây như sau. Tại sao mình chọn hình ảnh này? Bởi vì nó có sắc độ, có đậm, có trung gian và có sáng. Thử xem nhé. Ctrl A, Ctrl C, copy. Trong quá trình khi mà sử dụng trên bất kỳ một phần mềm nào thì đừng nên mở quá nhiều hình ảnh, thì cái phần mềm của mình nó rất là nặng. Ctrl V kép để tắt cái đối tượng hình ảnh đi. Và sang đây mình có thể Ctrl V. Tại sao nó không nhìn thấy rõ ràng? Bởi vì nó đang nằm ở layer dưới. Thì bây giờ mình có thể đẩy lên trên bằng cách là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải để cho nó lên trên cùng. Nhưng mà tiếp theo quan sát cho mình một tí, đó là cái hình ảnh vừa đưa vào ấy, thì thực chất cái nền này, sử dụng công cụ bút thử xem nhé, hoặc là tích vào đây bạn quan sát này. Vị trí này, đây không phải là màu trắng mà là những cái đối tượng màu ghi đang nghiêng về màu ghi sáng. Cho nên mình sẽ căn chỉnh làm sao cho cái nền của mình nó nghiêng về màu trắng để tí nữa mình sẽ cho cái đối tượng ảnh chui vào.
cái phần khung của nhân vật của mình ấy, thì nó sẽ tránh trường hợp bị sai lệch màu. Ok, thì mình sẽ chui vào cho mọi người quan sát trước nhá. Ctrl and G tổ hợp phím để cho chui vào. Với vị trí này thì mình thấy là cái thông tin của mình chưa được rõ ràng, thì mình có thể Ctrl T và có thể là xoay theo những cái góc độ khác nhau để xem thử cái trường hợp nào nó ổn định, thì mình sẽ giữ nguyên cái vị trí đây. Ok, giữ Shift phóng to để vị trí này. Mình thấy là cái vị trí nó khá là ổn, nhưng mà tiếp theo nữa bạn thấy là nó sẽ có những cái vùng biên, bởi vì nó không phải là bản chất màu trắng cho nên nó nhìn thấy rất là rõ ràng. Thì trong hợp này thì mình sẽ dùng một cách như sau, đó là chọn vào phần image, chọn vào phần adjustment và chọn đến phần Ctrl để thay đổi cái độ tương phản của đối tượng hình ảnh của cái layer của mình đang chọn, chọn phần Ctrl. Thì bây bạn quan sát giúp mình, đó là nó sẽ có cái sắc độ màu tối và màu sáng đây. Thì cũng đồng nghĩa với trong bảng layer của mình, nó sẽ có điểm màu tối nằm bên tay trái, điểm màu sáng nằm bên tay phải. Thì bạn có thể thay đổi điểm màu sáng này, thì bạn thấy màu sáng nó sẽ thay đổi rất rõ rệt. Tuy nhiên trong trường hợp này mình nên thay đổi cái biểu tượng là điểm màu ghi thôi, bởi vì bạn thấy cái trường hợp này là màu ghi, thế mình sẽ nghiêng về sáng đi. Hoặc là bạn muốn là cái màu đậm này vẫn có thể đẩy tông lên, ok, tăng sắc độ màu đậm để nó rõ cái thông tin của mình, cái phần biên ở trước, và giảm cái độ màu sáng đi. Ok. Chưa, thì bạn thấy là cái thông tin của mình rõ ràng, hoặc có thể Ctrl T mình nghe xoay thêm hoặc thay đổi cái chi tiết góc độ của mình nằm ở vị trí nào sao cho nó hợp lý. Phóng to lên xíu. Đấy, thì mình đã bỏ đi được các đối tượng vùng biên rồi. Và tạo ra một cái phiên bản thiết kế nó khá là đơn giản. Bạn có chọn một cái đối tượng hình ảnh khác, nhưng mà lưu ý là cái đối tượng ảnh chui vào này phải có sắc độ giữa màu tối và màu sáng để cái thiết kế của mình nó sẽ được phù hợp hơn. Đây là cái phương án mình có thể xây dựng một đối tượng hình ảnh chui vào khung. Ok, chúc bạn thành công.